tuần qua đã ghi nhận thêm 5 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm với mức tăng trung bình 0,1 đến 0,3%. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB vừa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm với mức tăng 0,2 điểm phần trăm, áp dụng đối với tất cả kỳ hạn. Hiện lãi suất tiết kiệm tại NCB dao động từ 3,4% một năm đến 5,9% một năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 đến 18 tháng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB hai lần điều chỉnh lãi suất. Mức lãi suất của ngân hàng này dao động từ 2,6% một năm đến 5,7% một năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 đến 24 tháng với khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB cũng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng tăng 0,3% lên mức 2,8% một năm. Lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 3 đến 5 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,1 lên 3,1% một năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank điều chỉnh tăng mạnh lãi suất với mức tăng 0,3% tại các kỳ hạn 1 đến 18 tháng. Như vậy, tính từ đầu tháng 5 trở lại đây, đã có gần 20 ngân hàng thương mại tăng lãi suất tiết kiệm.